thể bài này là các bạn quốc ca của giáo phận Sơ. Cytomegalovirus hay còn gọi là CMV, herpes virus.
vừa là virus và những virus này đôi khi không chỉ gây viêm phổi mà còn gây tổn thương các cơ quan khác. À, ví dụ như rubella nó có thể gây dị dạng thai nhi. À, nó có thể gây gì các bạn? CMV nó có thể gây xuất huyết giảm tiểu cầu. Vâng vâng. Rồi còn vi khuẩn E. coli là trực khuẩn Gram âm á, nó là vi trùng thường trú ở vùng lãnh đạo của mẹ. Escherichia coli là nó đó. Streptococcus nhiễm B, vi cầu beta lớp nhiễm B. Nó cũng là vi khuẩn thường trú ở vùng sinh dục của mẹ. Listeria monocytogenes, nó cũng là vi khuẩn thường trú của mẹ ở vùng lãnh đạo của mẹ. Ở đây tôi viết sai một chữ, đó là tôi không có in nghiêng, nhưng mà để in thẳng cho các bạn dễ nhìn thôi. Chứ còn nếu viết đúng thì thứ nhất cái này phải viết hoa, nói này là phải viết hoa, thêm mờ phải viết thường, và dân vi khuẩn thì phải viết nghiêng nha. Rồi nhớ giùm tôi, tuy nhiên nó còn nữa chứ không phải là chỉ có mỗi có ba con này gây viêm phổi ở trẻ em. Như đây là ba con thường gặp gây viêm phổi ở trẻ em. Nhóm này cũng vậy, các bạn gom lại thì có RSV hay còn gọi là virus hoặc tàu hô hấp, adeno, cúm và á cúm. Nhớ là các cái con thường gặp. Thực sự ra ví dụ còn nữa, đó là gì? Human pneumovirus, rhinovirus vẫn có thể gây viêm phổi nhưng tỷ lệ nó ít hơn. Staphylococcus pneumonia hay còn gọi là phế cầu, tụ cầu Staphylococcus aureus và Haemophilus influenza type B mà được viết tắt là H y nhỏ và chữ B là Haemophilus influenza type B. Trên 5 tuổi thì tôi chỉ còn hai con là cúm và á cúm. RSV mình đã có miễn dịch, tương tự adeno cũng đã có miễn dịch. À, đối với trẻ trên 5 tuổi mà nhóm vi khuẩn thì hai con này là hai con vi khuẩn không bị thân, Mycoplasma pneumonia và Clamidia pneumonia. À, trong bài các bạn có ghi đó, và S pneumonia nó là Streptococcus pneumonia là tế cầu. Rồi trong nhóm này con nào đã được dịch? Tôi ví dụ như trong siêu vi thì nó bảo có một con rồi mình không kể, ví dụ như là corona bây giờ đúng không? Tôi biết đó, SARS-CoV-2 bây giờ cũng là một virus gây viêm phổi, nên nó là viêm nào mà nó theo dịch. Còn đây là những cái con viêm của virus hoặc là viêm phổi, viêm phổi gây viêm phổi trong khả năm cũng như từng năm này qua năm khác cho tới thời điểm này chưa có thay đổi về mặt tiền tế học. Rồi trong cái nhóm này cái gì đã chích ngừa được, cái gì chưa chích ngừa được? Mời bạn trong lớp bên đây, sát lớp bạn nam ở dưới cùng luôn. Nghe hỏi gì không? Rồi trả lời. CV chích được chưa? Rồi hàng phép chích được chưa? Rồi luôn, vậy chích được hết rồi. RSV chưa? Ai đầy nó? Adeno gây bệnh gì nhá? Bệnh rất thường gặp ở trẻ. Hả? Mũi hả? Sẽ giống sốt xuất huyết hay gì quá vậy ta? Adeno gây bệnh gì ở trẻ? Viêm rất nặng mắt, bệnh đau mắt đỏ, chưa có chích ngừa được. Tất cả nãy giờ thì cá là câu hỏi đều chưa chích ngừa được. Influenza đã
thích ngờ được, nó là cấm. Cấm hồ á, cảm ơn người phương Tây. Cấm hồ chúng ta đã thích ngờ được. Tuy nhiên, cấm thì rất nhiều. Và chính vì vậy mà chúng ta chỉ chụp một phần trong đó thôi. Cho nên đã có người nhà họ nói kêu sao con tôi thích cấm rồi, mà bây giờ con tôi lại bệnh. Thì ngoài cấm ra nó còn một lô, một lóc, các cái con khác gây bệnh. Chứ mà chúng ta cấm là cấm là cũng có nhiều loại. Ha. Trong nhóm xem đây thì con cấm là kinh ngờ được. Và mỗi năm chúng ta phải tính các loại. Và mỗi năm cái anh tổ chức y tế thế giới họ làm chuyện gì? Mấy anh tỉnh đó, mấy anh thầy đó sẽ làm gì? Khảo sát năm vừa rồi con gì là con chủ yếu. Mà người ta giới thiệu các cái hải thuốc cần phải đưa con gì vào trong cái loại định của năm mới. Ha. Và nó có hai nè. Cấm là cấm của Bắc Bán Cầu, là con từ đường sinh đạo trở lên. Và cấm của Nam Bán Cầu, từ đường sinh đạo trở xuống, chủ yếu là của Úc. Nhưng mà phải nhớ hai cái điểm đó. Chứ cấm không phải lúc nào cũng giống nhau, của nước này với nước khác, vùng này và vùng khác. Trong cái nhóm ở đây thì phế cầu để tính người được, nhân phải tốn tiền. Hemophilus influenza cái bên đã tính người được, không có tốn tiền, chưa học tới. Nó học như một như hai cho nên có thể chưa học tới cơ mà chuyển thừa. Mà nó được chết ở đâu? 501, 601 chết miễn phí. Còn có thể trả tiền nếu chúng ta chết thuốc viện. Rồi, không do vi sinh thì có thể do thức ăn, dịch vị hoặc là các cái hóa chất. Các cái yếu tố thuận lợi đó là hoàn cảnh kinh tế là thấp, các cái môi trường sống đông đúc, khói thuốc lá, xanh non, trẻ cân và thời tiết khí hậu. Cái mùa lạnh em bé mới dễ bị bệnh lý đường hô hấp hơn. Cái mùa phấn hoa nhiều thì em bé mới dễ bị các cái bệnh lý về dị ứng hơn. Về lâm sàng thì do hầu hết các cái trường hợp tiêm phổi đều là tác nhân vi sinh, cho nên nó cũng có hai giai đoạn. Nó có ba giai đoạn là phủ bệnh, khởi phát, toàn phát và lưu định. Nhưng do nhiều tác nhân quá nên chúng tôi chỉ giới thiệu hai cái nhóm giai đoạn đó. Thứ nhất là khởi phát, đa phần là nó diễn siêu đi được hô hấp trên, nên có ho, có hắt hơi, có sổ mũi, chảy mũi. Một số trẻ nó có các cái dấu hiệu của tiêu hóa như là trẻ nhỏ có ói, nó có ọc sữa. Và một cái đặc điểm là chúng ta hầu như chưa nghe được các cái răng nó thổi. Đó, các bạn thấy phải nghe thổi. Tới thời kỳ hoàn toàn phát thì bắt đầu bệnh nhân có sốt, có mệt mỏi, chỉ nghe chướng bụng. Dấu hiệu tại phổi thì nghe răng nó thổi. Và răng chủ yếu là răng của phế nang, là răng ẩm và răng nổ. Ở đây các bạn nào đang nhớ nào đang nghe em? À, chưa đây, sao tết tới đây. Rồi, nhất thần mỗi lòng, đúng không? Rồi, sao chữa, để biết tới, tạo cơ sở, thì biết học cái học rồi. Rồi, bạn này vừa tới tư đây, rồi bạn nam này là ăn chim biết. Rồi, nghe ra nóng, nghe được ở đấy thì Yeah.
CT hôm nay trong những trường hợp khó, mặt cầu, công thức mặt cầu,
không giúp các bạn phân biệt được nguyên nhân là vi trùng hay virus. Nếu bạch cầu trên 12.000 hay trên 15.000 thì gợi ý nó có thể là vi khuẩn, viêm họng thấp bộ chính xác. CRP tương tự cũng vậy, bình thường là dưới 7, nhưng nếu dưới 20 thì có khả năng vẫn là siêu vi, trên 20 có khả năng là vi trùng. Cho đến thời điểm này, một số nghiên cứu chúng ta lấy cái cách off hoàn 30 trở lên luôn. VS thì dùng để phân biệt cái lao, nếu có làm viêm lao lao thì bạn phải cho làm VS. Tìm tác nhân gây bệnh là thế nào? Không chính xác. Cái máu thì tỷ lệ dương tính rất thấp. Trong trường hợp bị trùng huyết thì tỷ lệ dương tính rất cao. Còn NT là nasopharyngeal aspiration, hút dịch khí quản qua đường mũi, thì chỉ trong những trường hợp nặng và khó. Đây là một số trường hợp mà bệnh nhân vào viện với tôi vì tình trạng viêm phổi và có suy hô hấp cần phải chặn nội khí quản, thì tôi không làm NT mà tôi làm ơ T A chữ E chữ T chữ A đó. Rồi ATA là gì? Endotracheal aspiration, có nghĩa là hút dịch phế quản qua đường nội khí quản. Vừa mới chặt vào khí quản xong, khoan phải làm gì hết? Đút cái ống cho hút cái đàm đó lên, rồi xong có tốt đàm đó được đem đi làm cấy kháng sinh độ. Lao và khi chúng ta hút dịch dạ dày liên tiếp 3 ngày để làm viêm khuẩn lao, dùng ra soi với cái thị vi và cuối cùng là cấy kháng sinh độ. Thì cái này nó thường mất từ 3 cho tới 5 ngày. Chính vì vậy nó chủ yếu sử dụng trong những trường hợp bệnh nặng. Nếu một anh ấy viêm phổi đơn thuần vào, tôi đợi 3 ngày sau tôi mới cho kháng sinh thì trễ rồi. Vì vậy kháng sinh đầu tay gọi là kháng sinh theo kinh nghiệm hay kháng sinh theo phác đồ, thì phác đồ cũng từ kinh nghiệm và các cái này mà ra. Bỏ qua cái phần này. Về cảnh báo ở các cái tuyến cơ sở thì chúng ta dựa vào tiêu chuẩn ARE, IMCI để phân loại. Ở các tuyến tỉnh, tuyến huyện thì ARE để chỉ định nhập viện, khám lâm sàng, cận lâm sàng để tìm nguyên nhân cũng như xử trí các cái biến chứng. Cái này bỏ qua, khi nào đi lâm sàng sẽ nắm tết. Rồi, thế. Thì các bạn sẽ học thêm ở trong bài. Tôi chỉ chú ý một điểm nhỏ nhỏ như sau. Đây, viêm phổi thì trên bên phải thì có thể gây triệu tình trạng cứng đáy hay là cứng cổ hay là cổ cứng đó. Nó giống như một cái viêm mạch máu, rất là dễ bị lầm với một cái viêm mạch máu. Trong viêm phổi ở phế cầu ở trẻ lớn thì nó có cái triệu chứng ho hoặc là ngủ xét. Cái màu của cái đàm này nó ho ra có màu ngủ xét, cho nên là nếu một em bé sốt ho đau ngực là tuổi lớn mà có ho hoặc là ngủ xét thì các bạn chú ý rất là phế cầu xin được rồi được chưa? Hemophilus influenza thì có vấn đề gì đặc biệt? Chỉ nhớ là tôi viêm tay giữa hoặc viêm mắt thanh mô thì gợi ý hemophilus influenza. Chưa? Viêm tay giữa, viêm mắt thanh mô, hemophilus. Tụ cầu, cái này phải chú ý tế. Tụ cầu thường gặp ở trẻ dưới 3 tháng và kết thúc thường cái này 3 tháng. Rồi, nó có triệu chứng nhiễm trùng nhiễm độc, dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc là da xanh tái, nổi bông hay nổi bên tím á, bông ở đầu tiên. Một đặc điểm của viêm phổi là tụ cầu nữa là triệu chứng tại phổi thì nhiều nè, có nghĩa là tôi nghe phổi ít ra nặng hơn, nhưng bệnh nhân sốt rất dữ, nhiễm trùng rất dữ, liên tiền thay đổi tri giác và siêu hô hấp rất dữ. Nếu em bé nhỏ tháng nhiễm trùng nhiều mà nghe phổi không có gì hết, coi chừng nó là tụ cầu đó. Rồi một cái dấu hiệu nữa là nếu bạch cầu nó thấp quá thì đây là một cái dấu hiệu để tiên bệnh nhanh đó, nghe trẻ một nhiễm trùng tụ cầu.
Mycoplasma được gọi là vi khuẩn không chuyển hình, bởi vì nó không có thành tế bào. Nó không giống như sâu vi khuẩn khác, nó không có thành tế bào. Chính vì vậy mà nó không bị tác động bởi nhóm amoxicillin hay nhóm beta lactam, là cái nhóm tác động lên thành tế bào. Nó không có thành, cho nên nó không có ảnh hưởng. Được chưa? Rồi, nó sẽ có một đặc điểm nữa là thường nó bị kéo dài, và mình thường sẽ có muộn hơn bé khác. Giai đoạn đầu nó có sốt, có ho, mỗi có ra. Tôi thường điều trị khởi đầu bởi các cái kháng sinh thông thường là amoxicillin. Bệnh nhân có sốt, tôi cứ nghĩ, bác sĩ cứ nghĩ là nó ổn, nó đáp ứng được tới cái điều trị. Nhưng sốt thì giảm, nhưng mà ho kéo dài không hết, ho khè ra nặng lần đầu, lúc này tôi nghĩ là tuần thứ hai rồi, có khả năng nó bị Mycoplasma, có thể tôi mới chuyển và sử dụng cho nó học thuộc đấy. Thì đó là một cái đặc điểm cần phải chú ý của viêm phổi không điển hình. Cái này để nó khè về những phòng thì đó, tới cá nhân thì phải tăng cường sức đề kháng. Thì bé phải được uống sữa mẹ, bởi vì trong sữa mẹ nó có kháng thể. Uống vitamin A mỗi 6 tháng trong vòng 1 năm đầu, dinh dưỡng hợp lý của tăng sức đề kháng, chủng ngừa hemophilus tôi đã nói rồi, đúng tế cầu, và cuối cùng là sỏi mỗi 9 tháng. Sỏi thì hiếm khi gây viêm phổi trực tiếp, nhưng viêm phổi hậu sỏi là một cái rất nguy hiểm, bởi vì sỏi sẽ gây cái tình trạng là suy giảm miễn dịch tạm thời ở trẻ em. Và chính vì vậy mà em bé sau khi mắc sỏi và viêm phổi tỷ lệ tử vong rất cao. Có ai nhớ cách đây mấy năm bị không? Ở đâu bị gì? Nó là báo lúc đó còn nhỏ, chưa biết. Năm 2012-13 ở Hà Nội, hơn chính xác hơn là ở miền Bắc, tỷ lệ tử vong viêm phổi hậu sởi rất cao. À, rồi khi trẻ bị bệnh thì phải cách ly, phát hiện sớm, điều trị sớm. Rồi cộng đồng thì làm những cái biện pháp này nhắm đến của trẻ lớn. Tôi chỉ nói thêm một điểm là mới nãy tôi nói là phân loại không sử dụng ống nghe. Trong trận đó thì tôi sử dụng ống nghe. Tại sao? Bởi vì ARE-ENCA người ta áp dụng tại tuyến cơ sở, và ở đó có thể có bác sĩ nhưng cũng có thể không có bác sĩ. Cho nên nếu mà cái việc nghe phổi thì không phải bác sĩ rất khó, mà ngay cả đó là bác sĩ, ông này là bác sĩ ngoại khoa chẳng hạn, ông đâu có nghe phổi gì. Cho nên là cái việc nghe phổi rất khó khăn. Vì vậy người ta đã nghiên cứu, người ta thấy rằng dấu hiệu thở nhanh có độ nhạy trong cái việc chẩn đoán viêm phổi tốt hơn là dấu hiệu nghe phổi. Có nghĩa là nếu như hai ông cùng là bác sĩ, 100 em bé là viêm phổi, tôi cho một ông sử dụng cái nhịp thở và dấu hiệu rút lõm ngực để chẩn đoán cái phân loại đã viêm phổi, và một ông chỉ sử dụng ống nghe để chẩn đoán viêm phổi, thì cái ông sử dụng dấu hiệu thở nhanh